Thưa quý vị, bên cạnh dự án cấp sản xuất và quản lý căn cước công dân, suốt gần một năm qua, Bộ Công an còn song song chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên toàn quốc. Đây là một trong những phần việc quan trọng để thu thập thông tin về dân cư, xây dựng chính phủ điện tử. Tại thành phố Đà Nẵng, vượt lên nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh và thiên tai, đến nay tiến độ làm sạch dữ liệu đã thực hiện được 90% khối lượng. Để đạt được con số này, đúng thời hạn của Bộ Công an giao là một nỗ lực không ngừng của các cán bộ chiến sĩ công an từ thành phố tới địa phương. Từ lâu nay, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị, cảnh sát khu vực của các địa phương nhận thêm nhiệm vụ mới là thu thập thông tin, nhập dữ liệu về số nhân khẩu sinh sống trên địa bàn lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Tại Công an phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, đơn vị được trang bị một máy tính. Từ giữa tháng 5, 8 cảnh sát khu vực của địa phương đã chia ca mỗi người 3 tiếng để thực hiện công việc. Trong khi đó, công tác này cũng được thực hiện trên khắp cả nước. Vì vậy, việc đường truyền bị ngãn mạng là chuyện thường xuyên xảy ra. Để khắc phục, các cán bộ chiến sĩ công an phường đang thực hiện nhiệm vụ trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 giờ sáng. Quyết tâm là cố gắng là hoàn thành trước thời gian cấp đang giao để kịp tiến độ làm sạch kho dữ liệu dân cư. Tính đến ngày 31 tháng 5, trên địa bàn quận Sơn Trà, lực lượng công an làm sạch dữ liệu dân cư đã định danh theo quy trình 4 bước trên 134.000 phiếu thu thập thông tin dân cư, đạt 98,24%, trong đó có những phường đạt tỷ lệ 99,9%. Toàn bộ dữ liệu trên hệ thống được kiểm tra đối chiếu với sổ sách quản lý cư trú, đảm bảo dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống. Tỷ lệ còn lại đó, nó nằm ở khó khăn, đó là dữ liệu của Bộ Tư pháp đổ về. Đối với những trẻ đã làm trái khai sinh, thì cái việc nhập khảo và thu thập DC01 nó phụ thuộc vào cái hộ khảo của gia đình, bố mẹ. Tại vì bố mẹ có những trường hợp đã đi vắng khỏi địa phương, không còn có hộ khảo nhưng mà thực tế đã đi khỏi địa phương, thì buộc phải tìm lại bố mẹ đó để nhập hộ khảo lại, thì lúc đó là sẽ nhập DC01 và nhập khảo, thì lúc đó mới đồng bộ lên được. Đó là cái việc còn lại để phải cùng mới tháo gỡ. Để kịp động viên tinh thần làm nhiệm vụ cho cán bộ chiến sĩ, lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng thường xuyên đến thăm hỏi và khen thưởng kịp thời với những đơn vị cá nhân nỗ lực trong việc tổ chức triển khai nhiệm vụ. Đây là một trong những cái mệnh lệnh công tác và danh dự của lực lượng công an dân, cho nên là giám đốc phải chỉ đạo tất cả lực lượng phải vào cục và chúng ta là quyết liệt kể cả ngày lẫn đêm. Đến nay toàn thành phố đã làm sạch 90% khối lượng công việc, có địa phương đã hoàn thành 100%. Đến cuối tháng 6 này, công an các địa phương sẽ bổ túc hoàn chỉnh nhân khẩu thường trú, nhân khẩu bán trú. Đây là nỗ lực quyết tâm của lực lượng cảnh sát khu vực, lực lượng cơ sở quản lý hành chính về trật tự xã hội cũng như toàn bộ cán bộ chiến sĩ công an thành phố nhằm bám sát theo tiến độ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được Bộ Công an giao.